10 nữ lãnh đạo châu Á Thái Bình Dương năm 2023, giải thưởng thường niên với diễn đàn nữ lãnh đạo lớn nhất trong năm dành cho các nữ lãnh đạo Việt Nam và quốc tế. Giải thưởng nhằm vinh danh các thành viên tiêu biểu thuộc Willing Global với sự thể hiện xuất sắc của họ ở lĩnh vực phát triển kinh tế và tích cực phát triển các hoạt động cộng đồng. Năm nay, bên cạnh đêm gala vinh danh được tổ chức tại The Adora, thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 31 tháng 3, chương trình Women Leaders Forum năm 2023, ngoài việc là diễn đàn quen thuộc đón chào các nữ lãnh đạo đến từ nhiều quốc gia, còn là sân chơi lớn cho The Next Generation, một chiến lược lâu dài mà Willing Global hướng đến nhằm phát triển thế hệ kế thừa của các gia đình doanh nhân. Theo đó, chương trình sẽ quy tụ 1.000 nữ lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế, các chính khách, nhà hoạt động xã hội, các diễn giả hàng đầu đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau trên thế giới tham gia vào các phiên tọa đàm. 50 gian hàng đến từ các công ty đối tác liên doanh thuộc hệ sinh thái của Willing Global Holdings cũng sẽ được giới thiệu tại không gian sự kiện, là cơ hội lớn để các doanh nghiệp có thể tiếp cận, quảng bá thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ đến khách hàng trong và ngoài nước. Trong khuôn khổ sự kiện, ban tổ chức còn trao giải Asia Pacific The Best Brand năm 2023 nhằm vinh danh các thương hiệu doanh nghiệp tiêu biểu Việt Nam và quốc tế. Sự phát triển mạnh mẽ của Willing Global khắp toàn cầu hiện nay đồng nghĩa với việc ngày càng có nhiều nữ lãnh đạo khẳng định được bản lĩnh, tài năng và tiếng nói của mình trên thương trường không thua gì nam giới. Họ sẵn sàng dấn thân, đương đầu với những thử thách mới, có nhiều sáng tạo và chinh phục được những nấc thang với nhiều thành tựu trong lĩnh vực kinh doanh của mình, song song với trách nhiệm xã hội của một nữ lãnh đạo cần có. Sự danh giá, uy tín và nhân văn của giải thưởng top 50 nữ lãnh đạo châu Á Thái Bình Dương đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ các chính khách, chuyên gia Việt Nam và quốc tế trong vai trò thành viên ban cố vấn. Bằng kinh nghiệm dày dạn và sự công tâm, hội đồng cố vấn sẽ có phần thẩm định các đề cử nhằm cùng ban tổ chức tìm kiếm và bình chọn những gương mặt xứng đáng cho đêm vinh danh. Những nữ lãnh đạo xuất sắc hội đủ các tiêu chí, trong đó sự cống hiến cho nền kinh tế và trách nhiệm cộng đồng của họ là điều tiên quyết. Tiêu chí bình chọn Top 50 Asia Pacific Women Leaders năm 2023: có thành tích nổi bật trong lĩnh vực của mình, có nhiều đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng và sự tiến bộ của phụ nữ nói chung, có ý thức xây dựng và giữ gìn hình ảnh trước công chúng, có khả năng kiến tạo và lãnh đạo hoạt động cộng đồng, có hoạt động kinh doanh và bản thân tuân thủ pháp luật. Hành trình giải thưởng Top 50 nữ lãnh đạo châu Á Thái Bình Dương năm 2023. Ngày 10 tháng 2 năm 2023, Online Meeting công bố sự kiện Top 50 nữ lãnh đạo châu Á Thái Bình Dương năm 2023. Ngày 16 tháng 2 năm 2023, lễ phát động và công bố đề cử tại Hà Nội. Ngày 17 tháng 2 năm 2023, Online Meeting kết nối và công bố đề cử tại thị trường Nhật Bản. Ngày 23 tháng 2 năm 2023, lễ phát động và công bố đề cử tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 24 tháng 2 năm 2023, Online Meeting các đề cử khối ASEAN. Ngày 2 tháng 3 năm 2023, lễ phát động và công bố đề cử tại Hạ Long, Hải Phòng, Hải Dương và Hà Nội. Ngày 3 tháng 3 năm 2023, kết nối và công bố đề cử tại thị trường Hàn Quốc. Ngày 8 tháng 3 năm 2023, chương trình Queen of the Night công bố đề cử tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 10 tháng 3 năm 2023, kết nối và công bố đề cử thị trường Trung Quốc. Ngày 16 tháng 3 năm 2023, chương trình Queen of the Night công bố đề cử tại Hà Nội. Ngày 17 tháng 3 năm 2023, meeting chung toàn khối Asia chuẩn bị cho lễ trao giải. Ngày 31 tháng 3 năm 2023, vinh danh top 50 nữ lãnh đạo châu Á Thái Bình Dương năm 2023. Ngày 1 tháng 4 năm 2023, Business Tour and Matching kết nối kinh doanh top 50 nữ lãnh đạo châu Á Thái Bình Dương năm 2023. Top 50 nữ lãnh đạo châu Á Thái Bình Dương năm 2023, giải thưởng góp phần khẳng định và nâng tầm vị thế của người phụ nữ trong thời đại mới, hướng đến mục tiêu kiến tạo cơ hội xây dựng thương hiệu cá nhân và phát triển hoạt động kinh doanh không biên giới đầy hiệu quả cho cộng đồng doanh nhân trên toàn cầu.